số của con là gì? Dạ mã số của con là 1418 ạ. Dạ. Yeah. Sinh ngày dương lịch. Dạ. Dạ ngày sinh dương lịch là 28 tháng 5 năm 1994 ạ. Mấy giờ? Dạ lúc 1 giờ 15 chiều ạ. Giờ chính xác nhỉ? Dạ. Có giờ chính xác. Hai con coi của thầy nhiều á, cái con hỏi ba mẹ kỹ ạ. À thế à. Hôm nay muốn thầy coi gì kỹ phần gì? Dạ con có hỏi chuyện gia đình với chuyện học của thầy. À thế à. Dạ thế... mà thầy có thể nói tổng quan con nghe trước được không thầy? Tại vì trước giờ con cũng không cần để tưởng thi á thầy. À. Dạ. Dạ. Con đang học trường nào? Dạ năm nay là con đang học cao học đó thầy. Con học ở nước ngoài. Đang học bên nước ngoài à? Nhưng mà học ngành gì? Học ngành gì? Dạ con học về marketing. Marketing à? Dạ. Ồ. Nam mà mệnh phá quân ý, thì là cái mệnh liên quan đến binh nghiệp và làm sản xuất thì tốt hơn nha, marketing nha. Dạ, làm sản xuất đó thầy. Ừ. Sao mà phá dạ. quân là cái sao mà cương nghị, quả cảm và hiếu thắng và dạ. dũng mãnh, thích đi làm ăn xa. Dạ. Thích làm ăn xa. Mạnh mẽ. Dạ. Ừ. Thì cái con là cái vốn người như thế, lại thêm hóa quyền tại mệnh nữa. Cái sao hóa quyền là cái sao nói về quyền lực, nói về dạ. khả năng cái khả năng lôi cuốn người khác, chỉ huy người khác, mà con học hay gọi dạ. là AQ ấy. Dạ. Đó. Thầy ơi, ơi. Nếu trước giờ thầy lúc mà con đi học ra là con làm ở trường đó, thầy con làm bên giáo dục á. Ừ. Dạ thì con học về chắc có lẽ là con có đi theo được làm giảng viên ở trường tiếp không thầy? Cái gì hợp với con thầy? Con thì mệnh của con thì nó cũng là làm mệnh làm lãnh đạo. Dạ. Ừ, làm quản lý, cái công tác quản lý lãnh đạo ấy. Dạ. Nhưng mà quản lý lãnh đạo thì vẫn phải có bằng cấp, rồi vẫn phải có trải nghiệm thực tiễn thì sau này con sẽ lên được. Con sau này sẽ có quyền lực tốt. Bởi vì mệnh tốt, mệnh dạ. con là mệnh phá quân, hóa quyền là cái mệnh phá quân là mệnh dám làm, dám cải cách. Hai nữa là cung thiên di của dạ. con có tử vi thiên tướng là cái chòm sao làm lãnh đạo, chiếu thẳng vào cung mệnh. Ở đâu dạ. có tử vi thiên tướng đấy thì chiếu vào mệnh hoặc nằm tại mệnh thì người ấy thường nắm quyền trưởng, quyền làm sếp. À. Thì con có chòm đấy. Yeah. Tiếp nữa là con có một cái cung nô bộc rất là đẹp, thiên cơ cự môn miếu địa, là gặp được nhiều người quân sư tốt, giúp đỡ cho mình tốt và trợ lý tốt. Thì con sẽ là một người có chức sắc lớn bởi vì mệnh có hóa quyền, thân vua, thân có cung vua và nô bộc rất là tốt. Ngoài ra nữa thì yeah. cung phúc đức của con rất tốt, Vũ Khúc Thiên Phủ nằm cư tí này là cái họ hàng con là sinh ra trong một dòng họ học học hành tốt. Đúng hóa khoa nằm ở đấy mà. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi lại cũng là có điều kiện tiền bạc nữa bởi Vũ Khúc Thiên Phủ mà. Đấy, nên là con sinh ra trong một dòng họ tốt này, có cung nô bộc tốt, nhiều người giúp đỡ, mệnh lại phá quân gặp hóa quyền, cung quan lộc lại có tham lang. Đấy, cái chòm sát phá liêm tham này là cái chòm rực rỡ trong cái ngành binh nghiệp cũng như là chính trị, thì con phù hợp với công việc đang làm chính trị. Là không làm chính trị nên là phải làm chính trị thầy. Phải làm chính trị thì mới hợp. Phải làm chính trị mới hợp đó thầy. Ừ. Nghĩa là làm về nhà nước đó hả thầy? Làm nhà nước. Dạ. Ừ. Nếu mà con có một cái, thì con cũng có một cái quán cà phê nhỏ hả thầy? Ừ. Thì không biết là con làm bên nào tốt hơn, hiện giờ con cũng đang làm sân sở. Quán cà phê đấy không phải là cái mục tiêu của con lớn của cuộc đời con. Vừa trong lá dạ. số này con rất là đẹp. Và dám làm, dám chịu. Nhưng là cái mẫu người của con mà đang người ta bây giờ người ta cần ấy. Là dám làm, dám quyết, dám chịu. Đấy khó là làm cái gì thì cũng phải có tư duy kinh tế, nên là cái quán cà phê nhỏ là một cái nơi con tập để con biết là có tư duy kinh tế trong đấy nhá. Khi mà không có tư duy kinh tế là lãnh đạo xa rời thực tiễn thì sẽ không ổn. Đấy, đất nước chúng ta bây giờ cũng đang thay đổi, lãnh đạo bây giờ có tư duy kinh tế tốt thì mới đưa đất nước đi lên. Ơi dạ, cái năm 2017 này của con đó thầy, ừ. nó có ổn không thầy? Tại vì từ đầu năm tới giờ con toàn gặp gì đâu không thầy. À, năm nay là năm 2017 của con là nó rơi vào cung mệnh của con luôn. Có sao phá quân hóa quyền đó. Dạ. Ừ, nhưng mà năm nay á, là con rơi vào cung thiên la địa võng với hai đã hạn, năm nay có thái tuế. Năm có thái tuế thì hay cãi vã, đôi chối hoặc là bị thất tình và cô độc. Cái sao thái tuế này. Thái tuế này nó chỉ tốt cho công việc của con thôi. Dạ. Tốt cho đường quan lộc của con thôi, đường học hành thôi, chứ còn
mọi khác tranh tụng tranh cãi rồi tình duyên sẽ lận đận trong cái vòng này. Nhưng năm nay mục tiêu của con chỉ có quyền lực, chức sắc, vì năm nay có quốc ấn hóa quyền, học hành. Học hành ổn đó thầy. Đúng rồi, còn thế mới ổn, còn các việc khác không ổn. Học hành thì ổn, còn tất cả việc khác không ổn. Đúng rồi. Nên là học hành quan trọng là tốt. Cái học hành đó là con có thể đi học, con chuẩn bị đi học, nhưng mà có thể là đi học tháng tháng này luôn, hoặc là vào tháng 8 thì tháng ổn hơn thầy. Tháng này hoặc tháng 8, tháng 8 tốt hơn. Với tháng 8 nó rơi cũng tháng này cũng có thiên mã, cũng có sự dịch chuyển, nhưng mà tháng này á là đang có cái chòm hỏa linh, là cái chòm rất xấu. Nó đang đóng cùng với cung đấy, về địa không, địa kiếp nữa, nên là khi mà xuất phát vào một tháng xấu thì kết quả thường không tốt. Nếu mà con chọn được tháng 8 âm thì tuyệt vời. Với tháng tâm, tháng 8 âm là rơi vào sao tham lang, gặp độc tồn, thì công việc của con dễ tốt. Tháng 7 âm thì tháng 7 âm cũng được, của con cũng được. Nhật nguyệt gặp hóa kỵ cũng được. Nó sẽ tốt hơn là tháng này. Tháng 7 tốt hơn tháng này. Còn năm 2017 này là tại vì con chỉ có chuyện học thôi này, chứ con chưa có quay về trường con học việc đó, nên là công việc cũng không có gì đúng không thầy? Không, năm nay con có hóa quyền mà. Tháng 4 này có sự bổ nhiệm lại hoặc là có cái gì đấy liên quan đến chức sắc quyền lực của con tốt. Tháng 4 năm nay em thầy. Ừ. Tháng 4 âm lịch đó đúng không? Tháng 4 âm lịch. Dạ. Thầy ơi, với cái quán cà phê của con đó, với lại năm nay con có đang định mở thêm một cái nữa thầy. Ừ. Dạ, nhưng mà con có làm việc chung, con có làm khổ không thầy? Cái việc đó đó. Quán cà phê của con hả? Dạ. Con có định mở thêm một cái business khác nữa thầy ạ. À, được, năm nay cũng được. Năm nay là năm hóa quân hóa quyền, là năm làm liều lĩnh được. Năm nay con cứ làm mạo hiểm là để thành công. Còn cái quán đó thì vẫn ổn, vẫn được một chi đâu gì cả thầy. Đúng rồi, ổn định thôi, không vấn đề gì hết. Dạ. Ừ. Con hỏi về ba mẹ con tí thầy. Ba mẹ con à? Rồi. Dạ. Sao Thiên Đồng nằm ở đây thì ba mẹ sống lâu? Trong thọ đó thầy. Trong thọ lắm. Dạ. Nhưng mà sang năm, nhưng mà sang năm là trong có tang đấy. Ông bà còn không? Dạ, không ông bà của ông bà của em không chưa? Dạ, ông bà thì ông bà nội mất hết rồi, còn bà ngoại nữa thế à, sang năm dễ tang bà ngoại nhá. Ồ, vậy đó thầy. Ừ. Khoảng độ nào tháng nào thầy? Tại bà ngoại con cũng còn khỏe lắm đó thầy. Trong sang năm thôi. Dạ, năm sau nữa. Tháng 5, tháng 6 âm lịch gì đó. Dạ. Thầy có phải, thầy có quay không? Con đâu phải nốt lại đúng không thầy? Thầy quay cho con rồi. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều. Ừ. Thầy ơi, ba mẹ con á, dạo này không phải dạo này mà trước giờ cũng hay cãi nhau, mà dạo này hay cãi nhiều lắm thầy. Ừ. Có vấn đề như vậy. Thì có một vấn đề nó liên quan tới cái cung phúc đức của con ấy. Nói chung là con sinh ra trong một cái cung phúc đức rất là tốt, nhưng mình có phục binh nằm cung phúc đức ấy, là cái sao mà phục binh thiên đình ấy, là cái sao mà nói đến cái việc việc thờ cúng nhà con ấy, nó có nhầm nhọt người gì đó không đúng thứ tự, nên là các cụ của nên là hay làm cho gia đình hơi xung khắc. Nghĩa là thờ cúng không đúng hả thầy? Có lộn xộn một cái danh sách nào đấy, các cụ nào đấy không chính xác tên tuổi hoặc là cái nơi an táng gì đó thì điều chỉnh lại xem lại đi nhá. Khoảng hiện giờ là nhà con chỉ thờ mỗi ông ngoại con thôi. Đấy, thì ông nội con thì không thờ thì không được, bố nhà con là phải người. Nhà nội thì thờ với nhà thờ của nhà nội cái này. Ừ. Còn nhà riêng của con với ba mẹ thì chỉ thờ ông ngoại thôi. Đấy, nhưng tại sao thờ ông ngoại mà không thờ ông nội nhỉ? Tại vì có cái nhà chung ở dưới, nhà thờ chung ở dưới quê ấy thầy. Chung ba thì... mẹ anh. Việc thờ ở nhà thờ, cứ thờ chứ ở trên này vẫn phải thờ vọng chứ. Đã thờ vọng bố ông bà ngoại thì phải thờ vọng ông bà nội chứ. À, dạ. Nhá. Nên là ý là phải thờ thêm ông nội đúng không thầy? Đúng thế. Ông bà nội. Đúng rồi. Dạ, bố bà nội con cũng mới mất rồi năm ngoái thôi thầy. Ừ. Dạ, thì phải thờ thêm ông bà nội thì mới ổn thôi thầy. Đúng thế. Dạ, thế còn hỏi thầy thêm một cái nữa thầy. Ba mẹ con có một cái miếng đất đó thầy. Ừ. Mà cứ bán hoài bán không được,
con cũng dừng mọi cách luôn, nghĩa là con cũng bán trên mạng cũng không làm gì, người ta toàn đến hỏi thôi, xong rồi là người ta không mua thôi. Thầy sẽ bán được cho. Dạ. Dạ, bằng bằng cách nào thầy biết không á? Thầy sẽ môi giới bán cho. Đất ở đâu? Bến Tre cái gì? Quê con là ở Bến Tre à? Dạ. À thế à? Dạ vâng. Thầy sẽ giúp. Dạ. Thì Thầy sẽ con cúng bán cho bán được là được cái gì? dạ. Dạ thì chắc con nhờ thầy quá. À. Có thì thầy hướng dẫn với con tiếp à. Chỉ cần chuyển cho thầy tên tên gia chủ này, bố mẹ con này cộng với địa chỉ đất đấy Dạ. cần bán. Vậy thôi hả thầy? Thế thôi, xong rồi gửi gửi tiền lễ, thầy mua Có lễ cần thầy. phải sổ đỏ gì, giấy tờ gì không thầy? Địa chỉ đất đấy là được rồi. Dạ, vị trí đúng là được. Ừ. Dạ, Xong con rồi gửi gửi tiền gửi lễ thêm thầy nha. xong xong thì gửi tiền lễ ra thầy cúng cho bán được. Dạ, ồ, hay quá. Tại nhà con bị cái miếng đất này á là ba mẹ con cứ cãi nhau vì đó hoài á À. thầy. Dạ, thì ba mẹ con cũng cũng sống với nhau được rồi phải không thầy? Ừ. Mà mẹ con được mà sao thiên đồng là sao sống dai đấy, trong này có sao Dạ, cô thần, trong này ý có là sao sống cô có thần hợp quả, nhau, sống chung với nhau không á thầy? trong này có sao cô thần quả tú đóng đấy, thì cái việc tình cảm của hai vợ chồng thường bị một cái thế lực âm nó ngăn cản, và nghe như con nói là đất đấy nó có âm có vong ấy, nên là thầy sẽ cúng cho, cầu siêu cho các vong linh ở đất đấy thì họ sẽ cho gia đình mình bán ngay. À. Con giúp con với. Dạ. Thầy bán được cho rất nhiều Dạ. người ở trên mạng internet rồi đấy. Sẻ nhiều lắm luôn này nhưng mà không Có bán được thầy. một cái cô đấy, Dạ. có một cái cô ở ở ở Đắk Lắk ấy, cô bán, cô đang 3 năm không bán được đất. Ừ, thầy cho bán được rồi, cô bán được rồi, đọc đúng ngày bán luôn đó. Xong rồi cô đang mua vé máy bay để ra Hà Nội cảm ơn thầy đây này. Được thì con cũng đi À. Dạ, tại vì thầy nếu mà thầy con cũng đang gặp vấn đề với lại bên trường bên Hàn Quốc đó, tại vì con cũng học được một kỳ rồi thầy. À. Nhưng mà con đang bị vấn đề một tí xíu thì có hai option là ví dụ con có thể đi suôn sẻ thì con có thể đi trong tháng này, còn nếu không được thì con phải tới tháng 8 tháng dương lịch đó thầy. À. Thì con mới qua lại được đó, thì tháng 8 ổn đó thầy. Tám Hay là ổn. tháng này con đi được luôn. Tháng 8 ổn hơn. Dạ, tháng À. 8 ổn hơn. Dạ. Thầy 8 ơi, vậy còn cái cuộc sống riêng, cái gia đình riêng của con sau này sẽ sao cuộc sống gia đình riêng của con sau này hơi phức tạp tạp, bởi vì cung vợ của con sau này, cung vợ của con sau này lập cả tuần lẫn triệt đóng ấy, nên là hai vợ chồng cũng hơi xung khắc, rồi con thì lại có đào hoa nằm cung nô bộc nên sau này cũng ngoại tình, rồi con lại có hai dòng con nằm trong cung con liền. Đó. Nên sau này cuộc sống, sau này con có hai dòng con. hai đời hai dòng con đó thầy, Đúng rồi. là hai vợ hả Đúng rồi. thầy? Có cách nào mình né không thầy, cái một vợ thôi được không thầy? Thôi, khi nào mà lấy vợ thì để thầy xem lá số cô đấy xong có né được không. À, dạ thầy ơi, con cũng đang có bạn gái á, con cũng quen 3 năm rồi thầy. À thế à. Dạ, thầy có coi giúp con được không ạ? Coi coi có hợp không thầy? 24 tuổi. Từ từ thì xem. Ồ, dễ sang năm chia tay mất rồi. Sang năm hả À. Tôi không xem nữa vì sang năm chia tay mất rồi. thầy? Tụi con cũng sâu đậm lắm đó thầy. Nhưng mà ở trong này thì thấy sang năm chia tay rồi. Sang năm bạn cũng đi nghỉ học á rồi. Ờ. Thì sang năm các con chia tay rồi nên là không xem nữa. Thầy ơi, rồi mai mốt ví dụ con như vậy thì con hợp với cái hướng nào hay là cái đồ phong thủy hay cái gì đó thầy? Cái tuổi của con gì, Dạ vâng ạ. tuổi của con hợp với phong thủy gì, đồ gì hả? Dạ À, vâng thầy ạ. thầy sẽ email, lúc nào thầy sẽ cho email cho một cái list các màu phù hợp, rồi hướng phù hợp với con để sau này nó thành một cái kim chỉ nam trong tất cả hành động của mình cho nó đúng với phong thủy.
đúng rồi, ý là vậy hả? Ừ. Thế thầy, con không có, nghĩa là con không có lao động Ừ. kinh tay, cũng không có nặng nề gì nhiều hả, nhưng mà con hay bị đau đầu quá thầy, À. kiểu ế ỏi này nọ lắm thầy. Thế à? Dạ vâng. Khi nào mà con thì khi nào mà hóa giải được cái việc con thờ được gia tiên nhà con ấy, ở trong nhà con là con sẽ hết. Nghĩa là bây giờ phải rước gia tiên lên và thờ chung với lại chỗ ngoại Đúng thế, ông bà xong nội. thì con sẽ hết. Còn con không rước được thì Dạ. con càng ngày càng nặng thêm. Dạ. Cái này phải làm liền đúng không thầy? Càng sớm càng tốt hơn đúng không thầy? Làm ngay đi, khỏi ngay. Dạ. Thầy, nếu mà cái chuyện sức khỏe này nó ổn thì sau này cái đường công danh sự nghiệp đâu cũng ok hả thầy? Con thì công danh sự nghiệp tốt rồi, thầy khẳng định từ ban đầu mà Dạ. nhá. Thế là con tập Dạ. trung vào cái công Dạ. danh sự nghiệp thì con sẽ phát triển nhất ngành đấy. Việc kiếm ăn bên Dạ. ngoài, làm ăn bên ngoài á, là con có sao độc tồn thôi, có Dạ. nghĩa là nó không phải cái cơ bản, mà cơ bản nhất là sau này con có kiến thức và sau này về làm lãnh đạo. Vì Dạ, nhưng mà thầy con có vào cái giáo dục này. Đây là. sao phá quân này cũng là hợp với giáo dục mà. Dạ, vẫn Ừ, hợp đúng không này? đúng thế. Vẫn là được không này? Thầy xem cho nhiều ông phó giám đốc sở các giáo dục toàn sao phá quân này luôn. Con cũng đang làm trong trường đại học đó thầy. À. Dạ, nên là con hỏi, tại con cũng thích dạy, cũng thích này nọ. Trước giờ con làm chuyên môn này, Ừ. con làm bên phòng ban á. Dạ. Lúc con ra là con ở lại con làm luôn á. Đấy nhá, con lại có người có tố chất chính trị nên là cố gắng lên. Dạ, Ừ. dạ vâng ạ. Khi là một người làm lãnh đạo mà có ý thức tốt về mặt tâm linh, rồi về mặt định hướng con người, rồi sống tốt thì sẽ thay đổi được nhiều người. Dạ, đúng rồi. Nên là với những người như Thầy dạy. với những người như con thì con nên làm những việc như thế. Khi con có cái quyền quyết định và con trong tay có nhiều người theo con thì con sẽ giúp được nhiều người. Dạ. Thầy ơi, nếu mà cái chuyện bạn con á, con không có thể đi được với bạn này lâu dài á, thì cái bạn sau sẽ như thế nào? Thầy có cái gì để con nhận ra hay là con này? Người Nếu mà sau vợ này con con gì? Dạ. Người vợ con rất giỏi, học rất giỏi, kiếm ăn làm ăn cũng giỏi, thiên tài đấy. Đấy, nhưng mà tính 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 nóng, tính thì nóng 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 này. Nóng tính. Nhá. Tính nóng rồi Dạ nóng con này. cũng nóng tính lắm có hợp không thầy? Không, tính nó thế với con mới hay chứ. Cái Nên đó là cái người mà con muốn là một người thôi thầy, con muốn là tiền thức như này thầy. thì lá số của con thì có cái tròm gọi là liên hóa linh đóng cung vợ. Cái tròm này là cái tròm rất nguy hiểm ở thế giới tâm linh, thì cái gọi là tròm ma làm ấy, nó sẽ xui khiến Dạ. con, làm cho con hai ba vợ liền đấy, rồi địa không, rồi phục binh, rồi họa thiên hình chiếu vào, nghĩa là lục bại tinh của con, rồi cả sát tinh nó chiếu vào cung vợ, nó diễn ra là cung vợ con rất phức tạp, lại gặp cả tuần lẫn trẹp đóng nữa. Mình cung vợ xong chưa sợ, nhưng mà cung nô bộc lại có đào hoa, lại cung con lại có hai dòng con nữa, thì nó sẽ thể hiện rằng là cái việc gia đạo của con sau này rất phức Hai dòng con này tạp. bao nhiêu người con này? Nhiều người con Ba này. người con, ba bốn người con gì đấy, nhưng mà của hai người khác nhau. Con xác định từ lâu lắm rồi thầy, là con xác định là con đàng hoàng, con không có này nọ thầy. Thôi thì cả học cải mệnh đi, xem nhiều video của thầy để mà cải. Thầy đều hướng dẫn cách để cải một dòng con với một vợ đấy. Đức năng thắng số mà, nếu con làm những nhiều việc công đức, nhiều việc tốt lên thì con có thể cải được số mệnh của mình. Những gì thầy nói cho con ấy, nó là số mệnh của con về tương lai. Khi con chưa biết nó thì nó sẽ diễn ra đúng như thế, nhưng khi mà biết rồi thì con có khả năng điều chỉnh được nó. Thầy ơi, vậy khi nào con có thể gửi được cái nhà đất với lại ba mẹ con hết gửi cho thầy thầy Con con nhắn email hay nhắn là tin con nhắn làm email cho thầy đi nhá. Thông tin hoặc là nhắn tin cho dạ thầy con nhá. email dạ con email xong với con gọi thầy hết rồi Rồi, thầy sẽ gửi video này cho nhá. Chào con. dạ dạ rồi cảm ơn ạ Ờ. dạ dạ thầy Ờ.